Hi, mến chào mọi người. Chiều hôm nay thì em đang có mặt ở chùa Xá Lợi, quận 3. Đây là một ngôi chùa có kiến trúc cũng như lịch sử rất là đặc biệt. Vậy nên hôm nay mọi người sẽ cùng em, chúng ta sẽ cùng nhau chiêm bái Phật cũng như tìm hiểu về kiến trúc, lịch sử hay là cách thờ tự của chùa nhé. Bắt đầu! Chùa Xá Lợi là một ngôi chùa lớn và là một di tích cấp thành phố của thành phố Hồ Chí Minh. Chùa nay tọa lạc tại góc đường của bà huyện Thanh Quang và Sư Thiện Chiếu, quận 3, trong một khuôn viên rộng khoảng 2.500m². Chùa được khởi công xây dựng vào ngày 5 tháng 8 năm 1956 dưới thời đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, theo bản vẽ của các kiến trúc sư là Trần Văn Đường và Đỗ Bá Vinh. Công trường xây dựng do các kỹ sư là Dư Ngọc Ánh và Hồ Tổ Thuận điều khiển. Chùa được hoàn thành vào ngày 2 tháng 5 năm 1958. Chùa được xây dựng để thờ Xá Lợi Phật Tổ nên ban đầu có tên là Chùa Xá Lợi. Người dân quen gọi tắt là Chùa Xá Lợi nên khi khánh thành, Hòa Thượng Khánh Anh đã đặt tên chùa là Xá Lợi để cho hợp với lòng người. Chùa là trụ sở chính của Hội Phật học Nam Việt từ năm 1951 cho đến năm 1981. Trong 2 năm 1964 đến năm 1966, chùa còn là cơ sở giảng dạy của Viện Đại học Vạn Hạnh. Từ năm 1981 đến năm 1993, chùa là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa Xá Lợi là ngôi chùa đầu tiên của thành phố được xây dựng theo lối kiến trúc mới. Phía trên là Phật điện, phía dưới là giảng đường. Cấu trúc của chùa bao gồm chánh điện thờ Phật, giảng đường, tháp chuông, thư viện, tăng phòng, nhà trai đường, văn phòng, đoàn quán, phòng phát hành kinh sách, phòng khách và bảng sinh đường, vân vân. Ấn tượng đầu tiên mọi người dễ thấy nhất là đài quán thế âm của chùa hướng ra đường lớn. Chùa tôn trí tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Lộ Thiên làm bằng đá khá lớn với các đường nét chạm khắc tinh xảo. Từ nét phúc hậu, từ bi trên khuôn mặt người cho đến các đường uốn lượn, hoa văn, vân vân đều rất tỉ mỉ. Đây cũng là nơi mà hầu hết các Phật tử, du khách đến chiêm bái đầu tiên khi vào chùa, hoặc vội hơn là dừng lại chiêm bái rồi tiếp tục mưu sinh. Và mọi người thấy đó, tuy chùa nằm ở trung tâm của thành phố, gần một con đường khá là ồn ào, nhộn nhịp. Tuy nhiên trong không viên chùa thì tôn trí rất là nhiều những cái tôn tượng cũng như những cái cây xanh, cây cảnh nở hoa rất là đẹp luôn mọi người. Buổi chiều đến đây cũng rất là mát nha, thanh tịnh nữa. Mặt trước của chùa là cổng tam quan chính nhìn ra đường bà huyện Thanh Quang, còn cổng tam quan phụ thì lại mở ở phía đường Sư Thiện Chiếu. Cổng tam quan chính thì khá là đơn giản với một tầng mái, có tên chùa và các hoa văn đơn giản. Cổng bên thì cao lớn hơn với hai tầng mái lợp ngói đỏ, các hoa văn thì được làm bằng gốm xanh. Ở phần chánh điện có diện tích rộng rãi, thiết kế thoáng mát, ánh sáng cũng được tận dụng rất tốt nhờ hệ thống các cửa sổ cao, cộng với mặt tường được tô đá rửa màu vàng bắt mắt, khiến không gian thoải mái và trang nghiêm mà mọi người vào trong cũng sẽ cảm nhận được. Phật điện của chùa thờ một tượng Phật Thích Ca lớn do trường Mỹ Nghệ Biên Hòa đắp tạo. Năm 1969, tượng được thiếp lại toàn thân bằng vàng như hình dáng ngày nay.
ở trước tượng Phật là nơi tôn thờ Xá Lợi Phật, đặt trong một tháp nhỏ. Bên trên Phật điện được trang trí bằng một bộ tranh lớn gồm 15 bức do giáo sư Nguyễn Văn Long của trường Mỹ thuật Gia Định thực hiện, miêu tả lịch sử Đức Phật Thích Ca từ lúc đản sanh cho đến khi nhập Niết Bàn. Và nếu như mọi người từng coi cái video của chùa Thanh Tâm hay là chùa Phật Cô Đơn của em quay thì em có nhắc đến một cái câu chuyện, đó là bức tượng của Phật Cô Đơn, tức là bức tượng Phật Thích Ca đang nằm ở chùa Thanh Tâm đó mọi người. Ban đầu thì pho tượng đó là được ngôi chùa này, ngôi chùa Xá Lợi này đúc ra nhằm để mà thờ tự ở trên chánh điện. Tuy nhiên trong quá trình đem lên thì do tượng Phật quá là to, quá là cao đi nên không thể đem lên được, thì chùa đã tặng lại cho chùa Thanh Tâm, tức là chùa Phật Cô Đơn đó mọi người. Và ngôi tượng đó bây giờ rất là nổi tiếng luôn. Phía sau là hầu tổ, hai bên có thờ ảnh, bài vị các vị tổ sư của chùa, các sư thầy, vị pháp vong thân, gian thờ Ngài Mai Thọ Truyền, tranh Đạt Ma Tổ Sư và tượng Bồ Tát Quán Thế Âm làm bằng gỗ, vân vân. Tháp chuông của chùa Xá Lợi được khánh thành trong năm 1961. Tháp chuông này cao 32m, gồm 7 tầng. Cho đến đầu thế kỷ thứ 21 thì đây là tháp chuông cao nhất Việt Nam. Nhưng sau này, chùa Linh Phước ở Đà Lạt đã dựng một tháp chuông cao hơn. Tháp chuông của chùa Xá Lợi quận 3 được sơn màu vàng, mái màu đỏ hồng và được trang trí bằng những chi tiết uốn lượn màu xanh lá và đường viền màu trắng. Đây là lối thiết kế và phối màu độc đáo, khác với phần lớn chùa tại phía Bắc do ảnh hưởng một phần của văn hóa hội quán của người Trung Hoa. Đỉnh tháp thì đựng Xá Lợi có thiết kế tựa như chiếc Xá Lợi lớn, màu xanh lá vươn lên thẳng trên trời. Trong tháp chuông có đại hồng chung đường kính 1,2m, cao 1,6m và nặng 2 tấn, được làm bằng đồng nguyên chất. Có một cây bồ đề được chiết cành từ cây gốc ở Tích Lan, do thái tử con vua A Dục đem từ nơi Đức Phật thành đạo sang trồng khi đến truyền bá đạo Phật ở xứ này. Cây bồ đề được trồng nơi sân chùa bên hông của chánh điện, giờ đây đã to lớn, tỏa bóng mát khắp một khoảng sân. Ngoài ra, trong khuôn viên chùa còn có tôn tượng của Đức Phật A Di Đà hay tượng bản thân của cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền, đặt trong một khu vườn gần cổng chính của chùa. Là một ngôi chùa có truyền thống Phật học, đây là nơi sinh hoạt giáo lý hàng tuần của tín đồ và những người muốn tìm hiểu, nghiên cứu triết lý Phật Đà. Và mỗi sáng Chủ nhật, giảng đường mở cửa để mọi người đến nghe thuyết pháp. Buổi chiều là lớp học giáo lý và sinh hoạt của thanh thiếu niên gia đình Phật tử, cùng những buổi tu tập bát quan trai của tín đồ Phật tử. Ngày nay, chùa Xá Lợi không chỉ là một địa chỉ lịch sử, một thắng cảnh văn hóa của thành phố, góp phần làm nên một nét đẹp của đất Sài Gòn, mà còn là niềm tự hào truyền thống cho lịch sử Phật giáo Việt Nam và những người con Phật khắp Nam Châu. Rồi, như vậy thì hôm nay mọi người cũng đã cùng em, chúng ta đã cùng nhau tham quan, chiêm bái Phật và tìm hiểu về ngôi chùa Xá Lợi ở quận 3. Đây là một ngôi chùa có lịch sử cũng như kiến trúc rất là đẹp mọi người ha. Nếu như mọi người ở gần đây thì khi nào rảnh mình qua đây, mình chiêm bái Phật và vãn cảnh chùa nhé. Em cũng xin dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu như mọi người thấy hay thì đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.